Hôm nay ngày 2 tháng 4 nha nè, có hôm qua có một số anh đặt một cái món mà chốt hàng không mà im ru rồi, hôm nay mình có anh đăng là mình bán lại ha. Rồi mình chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe ha. Tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển rồi nha anh em. Nhận hàng khỏi phải trả gì nữa. Đồ lớn, đồ nhỏ hay cái gì cũng bao chuyển khoản hết ha. Rồi thì anh em nào xem kênh lần đầu á, lần sau muốn xem kênh nữa thì anh em phải bấm đăng ký kênh ha. Và đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông thì lần sau nó mới thông báo cái video qua ha. Lần sau mình đăng cái video nữa mới thông báo qua. Rồi mình vô vấn đề chính nha anh em. Hôm nay có được có chủ nhật thứ bảy mà đi có đó không có hàng. Thì đồ hôm qua với kia mình gửi hết cho anh em ha. Mình bán hai cái vỏ pin nha anh em. Hai vỏ pin Magita 6A ha. Hai cái thì vỏ này còn đẹp nhưng mà con cái nó mắc tem đít ha. Mình bán giá là 200k, cái này là số 0 nha. Đây này còn tem đít luôn nha nè, và tem hai bên này để còn hết ha. Đó thì anh em nhìn hai bên ha, đó đây cũng vậy luôn đó. Một cái thì nó sẽ có đầy đủ như này nè, khung ha, khung bên trong ha, và cái nút bóp là so ha, và tem đít có luôn. Và cái con này thì nó còn có hai ngóc, ốc này thì dễ rồi nè, nhưng mà nó không có tem đít nha, không có khung dưới nút bóp luôn đó. Ở nhà thì anh em nào có cái vỏ nào xấu á, mua cái vỏ này về đây ha. Cái phần để bao viên bóng đó thì hai cái vỏ này nha, bán giá là 200k nha anh em. Cái này số 0 giá 200 ha. Số 1 là cục sạc 81 nha nè. Cục này thì mình có test pin của nó mà cục này nó đẹp hơn cục qua rất nhiều ha, và nó mới tinh anh em nhìn ha. Đó, nó không có dấu gì hết ha. Đó, và cục này số 1 cho anh em chỉ bán giá là 400k. Sạc 81 thì sạc tất cả hết loại pin nha anh em, từ 10V8 đến 28V8 á, sạc pin tem đỏ tem vàng gì cũng sạc được hết. Đây, đây là cái thông số dưới đuôi đó. Anh em lưu ý cái này là điện 100V nha, điện 100V nha. Bạn nào Sony thế nào ti đều chung với nhau hết ha. Đó. Và dây này dây riêng luôn nha anh em, mình thì cắm điện thử đây cho anh em coi chút xíu ha. Nó lên đó. Nó lên đèn và nó sẽ sạc. Cái này mình có test thử pin rồi. Lên nó sạc rồi. Mua thì mình gửi với Zalo. Đây, lên đèn ha. Này có pin nó chạy quạt nó sẽ sạc nha anh em. Đó thì cái này số 1 giá là 400 á. Nhà mình gần đường thì anh em cố gắng, nó hơi ồn anh em cố gắng nghe lớn giúp mình nha. Số 1 và số 2. Số 2 cái này hôm qua đặt cái anh nào đặt mà mình quên mất tiêu luôn. Nhiều khi mình còn giữ cái tin nhắn là tin nhắn mình xóa hết mình quên ha. Cái đuôi nối xài để xài máy điện máy pin nè, cái này để xài dây điện cấp điện 100V ha. Và cục này thì nó còn khá là mới. Nhà không có máy thử mà nó hoài bãi nó bị cắt đứt dây luôn, bán luôn giá là 150 ha. Đó thì ở đây nó có số đầy đủ hết nè, đó này nó ghi mấy anh sao băng luôn ha. Anh em nào có cái máy này thì mua cục này về và nối dây vô xài luôn cả điện được luôn ha, giá là 150.000 cho cái cục này là số số 2 nha anh em. Rồi tiếp tục tới số 3. Số 3 là thanh lý một cái đèn nha anh em. Cái đèn này nó thanh lý nó xài bằng điện nha, và nó xài luôn từ điện 100V đến 240V nha anh em. Mà nó bị hư cái nhân led hay gì á, về thì mình tưởng đâu nó hư cái cục nguồn biến này ra 220 á, mình cắt cái dây cộng trừ này ra đó, mình nối vô cái pin đó, nó vẫn không chạy ha. Đó thì giờ anh em có 4 led thì thay thôi, con này là nó 50W anh em, cứ nối dây đúng màu nó cộng đỏ đen thôi, đỏ cộng đen là trừ ha. Hai cục này cái hai dây này sẽ ra điện nha nè, và cái đây mua thì sẽ bắt ốc vô ha. Đây dây điện nó sẽ đi ra đây ha. Cái này nó bắt bốn ốc, nó có bốn ốc đây thôi. Cái tay này là bẻ lên bẻ xuống nha nè. Cái này thanh lý giá là 200 cho cái này là số 3 đó. Đèn này khá là bà to nha nè, cái khung khá là to rất nặng ha, kiến nó còn sáng nha. Và đây là cái nhân led nó còn đẹp quá trời, sao nó chết không biết. Ở đây thì nó sẽ bị nứt cái đèn miếng ha, cái miếng bảo vệ kiến á. Đó cái này thì bên trong đây thì mình vừa mở thử nhân bóng led nó không chạy rồi, không có mở luôn. Thì ở đây mình sẽ đo kích thước cho anh em coi ha. Đó, nó 29 ha. 29 và trên đây của nó là 23.5 ha anh em đó. Và cái chiều cao của nó là 13.5 ha anh em ha. Đó thì cái này ra thanh lý giá là 200 nha nè. Đó. Cái này anh em về có bóng led đó. Mua gắn vô là xài được ha. Điện luôn 220, nó không biết nó hư cái nào nữa. Mà mình thử cái bóng led thì nó tưởng ra nó hư cục này, mở ra không thấy cắm luôn. Test bóng led cũng phải chạy luôn ha, thanh lý giá là 200. Rồi số 3 nha, số 4 nha nè. Số 4 là bán thùng này hơi to nha nè, thùng này hơi to, thùng này của Nhật nha nè, giá là 900 ha. Số 4 giá là 900, cái thùng này nó dính dơ thôi nha nè, nhưng mà nó có luôn cái móc khóa đây ha, nó có 1 ngăn 2 ngăn 3 ngăn ha.
và đây là cái mộc thương hiệu chữ nhật nè, đó, và ở đây cũng có luôn ha, bên đây đó, mộc logo và sao đây ha, nó dính dơ nè, và bên hông đây thì nó cũng có chữ luôn nha, hai bên đây thấy ha, đây ha, nó sơn đẹp, còn có chỗ nó dính dơ nha nè, đó, đây, bên đây cũng có chữ luôn ha, cái thùng này thì khá là to nha, mình đo kích thước trước cho anh em xong rồi mình mở bên trong ra ha, thì ở đây nó có tổng chiều dài của nó là 45,5 nè, đó, và chiều ngang của nó nè, chiều ngang cái thùng này nó là khoảng 24 nha anh em, và chiều cao của nó là nó 22,5 ha, đó, thì ở đây nó sẽ banh ra rất là nhiều ngang nha anh em, đây, banh này cho anh em coi ha, đây trong đây dưới đít nó thì còn dính sạch này nè, ở đây nó để bị dính dơ á. Ở đây là một ngăn này là riêng nha, đăng ngăn này ngăn đây là không có hộp cho anh em, và ngăn đây anh em dở này lên đó là nó sẽ có phân ra từng ô ha, 1 2 3 4 5 ô ha anh em ha, 5 ô ha, đây và bên đây cũng vậy, đây cũng 5 ô, 1 2 3 4 5 6 và bên đây thì 6 ô sẽ nhỏ hơn nha, 1 2 3 4 5 đó. Cái đáy này không á, cái đáy này không á, chiều cao cũng là 1 tấc 1 nha anh em, đó thì chiều ngang nãy mình có đo rồi ha, thùng này khá là to nha nè, và có tay nóng ở đây ha, và có cái để anh em bóp ổ khóa lại lớn ha, để đi với ship rất là cao nha, thì cái này giá số 4 ha, giá là 900k cho cái thùng này nha nè ha, đó thì để coi nó có mớp chỗ nào sơ sơ ha, đó ở đây thì sẽ bị vô miếng ha nè, nghe đây ha, không có bằng dưới đây lắm xíu này, không ảnh hưởng gì ha, này về với đẩy nhẹ cái là nó ra nó ghi cái này chắc ghi tên người xài hay gì á, số 4 giá là 900 nha, số 4 giá 900 ha, rồi tiếp tục số 5 nè, số 5 mình bán một cây kính lúp nha nè, kính lúp với lại cái ống giòn mà siêu mini nè, bên đây nó có cái miếng sứ ngay sừng kia mà bên đây nó bị mắc rồi ha, cái này á, mình muốn nhìn gần á thì mình sẽ nhìn bên đây nha nè, nhìn bên đây ha, và vào mình sẽ rơm ra ha, rơm ra xa cho cái này nó chạy ra thì mình sẽ mới nhìn gần được ha, đó, đó mới như vậy chế độ vậy mới nhìn gần được ha, và khi mình quay cái đổi hướng này á thì nó sẽ nhìn thiệt là xa ha, đó và nó cũng rõ lắm nha, ở đây thì nó có để cái số là 22,5 với lại bên đây là cái chữ gì khó thấy đó nè, đó đây là số 2,5 thì cái này nó có cái rung ra rung vô gì thôi chứ không có gì nữa. À, vậy ha, kích thước nó thì cũng nhỏ xíu, 85 nha nè, chiều này của nó là 35 đó. Thì à, khi mà đẩy cái ống ra nữa nó khoảng 50 thôi, 40-50 ha, vậy là hết rồi đó, anh em nhìn nè đó, ha. Và bán chung với cái kính lốp ha, kính lốp này nó có đèn pin luôn nha nè, để rồi có đèn pin ha, đèn led á đó. Đây ha, nó sẽ sáng lên nè, cái này xài 2 viên pin tiểu nha nè, và đếm cái máy nhân ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bóng ha, và ở đây nó xài 2 viên pin tiểu nha, 2 viên pin tiểu này, viên pin riêng của nó luôn ha, pin của nó bà nào cho biết trong đây đó, là bán chung hai cái này giá là 400 ha. À, cái kính lúp này lưu ý nha, mình không thấy chữ hết nha anh em, nhưng mà nó được có cái có đèn nó đọc, nhưng mà phóng thì kính anh em nhìn mặt kính thì nó không có chạy ha, đó, nó cũng rõ lắm ha, ở đây mình kiếm cái nào phóng cho nên còn đây cái chữ này đi ha, mình để tốt và xa thấy hơi nhỏ thôi, mình đưa lên đây ha, đó nó qua cái trung gian rồi nó bị đây mà đây anh em ha, nó to ha, buông ra hiện nhỏ xíu ha, đó, mình chạy xa nữa, xa nữa anh em có để kiến vô đây là thấy rõ ha, đây rõ ha, thì cái mặt kiến này cũng dày lắm nha anh em, đèn led thì cũng sáng để cho anh em nhìn ban đêm luôn á, giá mình bán chung hai món này là giá là 400 nha, đó số 5 nha anh em giá 400 ha, rồi số 6 là một cái kéo tỉa lá siêu mini nè, cái này cũng bén lắm nha. Số 6 kéo từ lá siêu mini nhỏ giá 120.000 ha. Đây. Kéo mấy thường mấy cái kéo nhỏ xíu mà nó không có chữ luôn nha nè ha. Đây. Mũi nó mặt nó còn đẹp, cái này rất là bén nha nè. Đó. Ha, cái này cắt giấy này là ok luôn á. Đây. Cái này giá 120.000 ha. Đây. Này cắt cái đứt luôn nè. Này đó, nó có kèo nó dính á. Bọc ni lông mình cắt đứt nó nha nè. Thì cái kéo này siêu mini siêu nhỏ này nè. Giá 120.000. Đó, đây. Cái tổng chiều dài của nó là 11 rồi nè. Có hai cái tay nóng này để anh em nắm à, và lưỡi nó thì còn khá đẹp à. Ha. Đó, và đây sẽ dính dơ tí, đây dính dơ tí ha. Con này thép đen nha nè. Thì giá số 6 này cái kéo mini này giá 120.000 nha. Rồi số 7.
số 7 cái đầu khoang này cũng qua có đặt, có anh tiên đặt mình quên luôn rồi. Đầu khoang này đầu khoang tự động nha nè, da băng là tiêu chuẩn Oda của Mỹ nè, anh em thấy Oda không? Oda ở trên đây là da băng, đây là Oda ha. Khoang tự động cái này cũng còn khá là mới nè, răng đây nó còn nhìn ok không, mà dính dơ tí rồi ha. Nó kẹp từ đây, nó có chỉ này nè, đây cái thông số nó chỉ cho anh em nè, nó từ 1.5 đến 10 ly ha. Ở đây là nó ghi còn trăm số lẻ đó, bên đây nó cũng có một cái dãy số nữa ha. Đó thì cái đầu này nó dính luôn cái mũi khoan tường nha anh em, 4.5 ly ha, mình để luôn cho anh em. Thì cái này hôm qua mình có thử nhẹ nhàng anh em. Đó, cái đầu khoan tự động có nghĩa là anh em sẽ có thể khoan, vừa khoan mà vừa cầm được vịn được luôn ha. Thì đây giờ mình để vô mình khoan ha. Đó, khoan vậy ha. Đó, muốn đẩy chuyện đây thì khoan, muốn em khoan tự động gọi là như vậy, anh em có đẩy người ra khi mà khoan luôn sẽ được ha. Đó, ha. Cho mình lắc mũi khoan đó nè, và cái này ra vô nhẹ nhàng ha. Đó, lấy mũi ra là nhẹ nhàng. Đó ha, vô nó cứ dùng rõ rồi nó cứng này nè. Rồi cái này giá là 220.000 ha. Đó, dính luôn cái mũi khoan tường nha anh em, hai cạnh ha. Đó, thì để luôn cho anh em, giá là 220.000 cho số 7 nha. Rồi số 8 là cái cuối clip này nè. Số 8 là một cái kìm gấp phe siêu mini ha. Đó, kìm này bóp vô nha anh em, có lò xo cộng lực ha. Và đi kèm theo nó là cây vít siêu mở gốc hẹp mini á. Đây dính cái mũi 32 và cái này có bi đàng hoàng ha, cái này màu đỏ. Cái này như của KTC da băng anh em ơi. Thấy chữ đâu ta. Đúng rồi, của da băng của Anet. Anet ha, Anet da băng sẽ nằm đây chữ nhỏ xíu rồi nè. Khó thấy nha. Đó, da băng nằm đây Anet ha. Mini có dính mũi 32. Đó thì giờ anh em biết cái này bán chung hai món luôn nha anh em, giá là 150.000. Đó, dính siêu mini ha, để dặn góc hẹp cây kìm kìm phe siêu mini thì nhìn mắc cười lắm nha. À đây. Thì sẽ đo tổng chiều dài cho anh em coi, con này có lò xo cộng lực luôn ha. Nó là 75 nha anh em, có cao su đàng hoàng ha. Và hai cái mỏ nó thì còn đẹp ha. Đây, em nhìn ha. Ha. Kìm siêu mini này nó cũng không có chữ trên đây, chắc nó có chữ về bảo bì á nè. Này ra vô lò xo có cộng lực nhẹ ha. Thì mình bán chung cho hai món này luôn anh em, giá là 150.000 ha. Đó, có cái số 8 ha. Rồi, của số 8 cách cuối clip rồi. Thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại giúp mình ha. Khi mình giờ mình đăng cái video xong mình đi ra ngoài đường anh em, mình không có tiện nghe điện thoại được ha. Khi nào mình nghe được thì mình sẽ nghe. Chào tạm biệt anh em và hẹn anh em gặp lại trong clip sau của mình.